Mùa mưa bão đang đến gần, các tổ đội thuộc lực lượng bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế lại tăng cường tuần tra trên các luồng lạch cửa biển, hướng dẫn bà con cách sắp xếp neo đậu tàu thuyền an toàn. Nằm trong vùng rốn bão của cả nước, hàng năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai, thì việc ngư dân được bộ đội thông tin tuyên truyền về tình hình khí tượng thời tiết sẽ giúp họ chủ động trong lịch trình đi biển của mình. Nhiều thông tin hữu ích về đài thông tin duyên hải hay vị trí các khu neo đậu tránh trú bão như thế này được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp bà con vươn khơi và có những chuyến đi biển an toàn. Khi nghi tin xem bão áp thấp thì mấy chú bộ đội tới tuyên truyền những cái tính tác hại để cho bà con ngư dân đây làm biển no và tránh được những ngọn sóng to gió lớn để làm chén cơm manh áo để về nuôi những người con gia đình. Cùng với việc cập nhật tình hình thời tiết khí hậu cho ngư dân, các đài thông tin biên phòng ngày đêm canh trực 24/24 giờ để nắm bắt tình hình trên biển, thu phát các tín hiệu thông tin từ các tàu cá, kịp thời phát hiện tàu cá gặp nạn và đưa ra giải pháp trợ giúp, cứu hộ, cứu nạn cần thiết. Mỗi năm có hàng trăm lượt tàu cá liên lạc về đài thông tin đã được hỗ trợ hậu cần và giải quyết khó khăn khi gặp sự cố. Đơn vị đã triển khai là thông cái đài canh liên lạc phòng chống thiên tai là thường xuyên liên lạc với bà con ngư dân làm ăn trên biển và thông báo cho bà con ngư dân làm ăn trên biển biết chính xác và cái đường đi cũng như là cái ảnh hưởng của bão để thông báo cho bà con rồi là kêu gọi và hướng dẫn cho bà con vào cách sắp xếp neo đậu tàu thuyền để tránh bão an toàn. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, khi mùa mưa bão đến gần, lực lượng bộ đội biên phòng chủ động xây dựng phương án ứng phó sát thực tế. Các đơn vị đồn trạm ở tuyến biển đã tập trung huấn luyện các nội dung nâng cao bản lĩnh, thể lực, sức chịu đựng sóng gió, các kỹ năng cứu đuối, cứu hộ, cứu nạn cho người và phương tiện trên biển. Cùng với đó, các đơn vị luôn duy trì tốt hệ số kỹ thuật cho tàu thuyền, đặc biệt là những phương tiện trang bị cần thiết trong công tác cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm dự phòng, sẵn sàng dự kiến các tình huống có thể xảy ra để kịp thời phối hợp chính quyền địa phương, tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng yếu, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh có lần cấm biển trong khi có cái thông báo về bão hoặc áp thấp. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế còn tích cực xây dựng mô hình tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển với mục tiêu kết nối các tàu cá của ngư dân, giúp họ hỗ trợ nhau trong đánh bắt và tham gia cứu hộ cứu nạn, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, để khi ngư dân đi biển, các anh lại từng giờ theo dõi, giữ thông tin liên lạc, làm chỗ dựa vững chắc cho họ trong những chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản.